道。接下来要播出的是华视新著名新闻越南语。Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Đầu tiên quan tâm nơi ở của bạn có an toàn hay không. Bộ Kinh tế Địa điều Trung ương công bố toàn Đài Loan có 8 huyện thị có đất hóa lỏng, dùng 3 màu đỏ, vàng, xanh để hiển thị mức độ nghiêm trọng, bao gồm khu Trung Sơn, Đại Đồng, Đại Trực, sân bay Tùng Sơn, bến xe Đài Bắc của thành phố Đài Bắc đều bị liệt vào danh sách màu đỏ nguy hiểm cao. Toàn Đài Loan vượt quá 2,6 vạn tấn. Nhưng chuyên gia địa chất nói không nên quá lo lắng bởi vì đất hóa lỏng có thể dựa vào công pháp kiến trúc để cải thiện. Xi măng vỡ từng mảng, không biết tự nhà của mình có bị đất hóa lỏng hay không. Viện Hành chính hôm qua công bố điều tra những vùng đất hóa lỏng và dùng màu sắc để phân biệt mức độ nghiêm trọng. Màu xanh thể hiện cấp độ nhẹ, màu đỏ nghiêm trọng. Ngoài mức tưởng tượng, có rất nhiều khu phố sầm uất lại có mặt trên danh sách này. Thành phố Tân Bắc nằm trong danh sách nghiêm trọng, tập trung ở hai bên bờ suối Đại Hàn, Ố Củ, Xin Trang, San Trống và nhiều nơi khác. Khu vực trung tâm thành phố Đài Bắc cũng có nhiều nơi nằm trong danh sách này, bao gồm khu Trung Sơn và khu Đại Đồng, từ đường Bắc Phục Hưng đến khu Bắc Trùng Khánh, hầu như đều nằm trong danh sách đỏ. Điều làm ta lo lắng nhất đó chính là xung quanh sân bay Tùng Sơn cũng nằm trong danh sách khẩn cấp. Ngoài sân bay Tùng Sơn, nhiều bến tàu ngầm và tàu hỏa cũng đều được xếp là khu vực nguy hiểm. Công ty tàu ngầm cho biết khi xây dựng đã từng giải quyết vấn đề đất hóa lỏng. Về phía công ty tàu hỏa thì vẫn đang điều tra. Viện Hành chính công bố kết quả đất hóa lỏng ở khu vực Đài Bắc và Tân Bắc, huyện Nghi Lan, huyện Thị Tân Trúc, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông nhưng lại thiếu Đào Viên và Đại Trung. Bởi vì hai vùng này địa chất thuộc khu vực an toàn, nhưng mặc dù vậy thì chỉ cần làm tốt công tác ban đầu vẫn có thể xây nhà. Bà chế giới sa thủ thành tiến hành quan giang, hoặc là bà ta cố giải, hoặc là bà ta xuyên thấu, đều có thể bà ta giải quyết cái vấn đề. Nếu như tòa nhà đã xuống cấp, vẫn có thể thông qua cải thiện nền móng đất thì vấn đề đất hóa lỏng sẽ được giải quyết. Các kiến trúc mới có thể cải thiện, nhưng còn các tòa lầu hơn 20 năm thì khó có thể cải thiện được, sẽ trở thành khi có động đất đến sẽ nguy hiểm nhất. Trừ khi người dân phải nhanh chân nhanh tay để cải thiện mới không để tình trạng đất hóa lỏng xảy ra khi động đất đến. Các bạn nữ thích làm đẹp khi đắp mặt nạ nên lưu ý. Tại Bình Đông có một cô gái mua một hộp mặt nạ đắp mặt do Đài Loan sản xuất, nhưng vừa mới đắp lên mặt, toàn bộ mặt đã phản ứng và sưng đỏ, còn rất ngứa. Hoài nghi loại mặt nạ này có cho thêm một số thành phần hóa học không rõ ràng gây ngứa. Khi tìm hiểu mới biết nhãn hiệu này đã từng bị tố cáo trên mạng, nói vải dùng quá mỏng, dễ bục, không dễ dán một chút nào. Mở hộp mặt nạ để mong có được một khuôn mặt đẹp, nhưng cô gái này đã phải nhận hậu quả mặt vô cùng khó chịu. Trên thực tế, chúng tôi đã thử nghiệm sau 10 phút. Trên mặt lập tức xuất hiện nốt phản ứng đỏ và còn có cả những nốt mẩn nhỏ, ngay cả thử nghiệm trên tay cũng như vậy. Loại mặt nạ này do Đài Loan sản xuất, được bán rất chạy trên thị trường. Cùng một nhãn hiệu là loại mặt nạ tơ tằm này cũng bị người tiêu dùng phản ánh quá mỏng, rất khó dùng. Ngoài ra, còn loại mặt nạ trân châu đắp mặt vô cùng mỏng. Ngón tay chỉ hơi dùng lực một chút là nốt hồng ngày càng lớn, không biết có vấn đề gì. Nhà sản xuất đã đứng ra giải thích là có khi do cách thức dùng của người tiêu dùng không đúng. Nhà sản xuất trực tiếp làm thí nghiệm, vì mặt nạ bám sát nên rất mỏng, không thể quá dùng sức, phải dùng tay nhẹ nhàng đẩy lên. Ngoài ra vấn đề nốt đỏ trên nắp đều ghi chú rõ, nếu có phản ứng thì phải dừng sử dụng và cũng chấp nhận sự hoàn trả hàng. Nhà sản xuất đã dùng thành ý để giải quyết vấn đề. Cuối cùng thì mặt nạ đắp mặt được cho thêm chất gì? Chúng ta cùng tìm đến giáo sư hệ thống mỹ phẩm để tìm hiểu. Giáo sư nói nếu gây ra dị ứng, ngoài các chất ban đầu, chính là các chất gây mùi thơm và chất bảo quản. Thực sự, trên thị trường, mặt nạ đều chỉ ghi chú tên tiếng Anh của các hương liệu, còn không có pháp lệnh, thật không bảo đảm. Hai bên mặt sưng đỏ bong ra lại vừa ngứa và rất khó chịu. Nguyên nhân đều là do đắp phải mặt nạ này gây nên. Rốt cuộc thì bên trong mặt nạ có thêm chất gì? Chúng ta cùng đến hỏi các chuyên gia. Lật mặt ghi chú các thành phần, dòng chữ fragrance chủ yếu là hương liệu, mùi thơm, nước hoa cũng là khi sản xuất mặt nạ sẽ cho thêm những chất này vào, nhưng thành phần, lượng, phẩm thì đều không được ghi chú rõ ràng. Và cả mặt nạ tơ tằm này cũng mỏng hơn rất nhiều so với những loại mặt nạ khác, chỉ cần kéo nhẹ là bị đứt.
Vậy mặt nạ dày mỏng thật sự sẽ ảnh hưởng đến độ ẩm thấm của mặt nạ hay không? Độ ẩm thấu của tinh hoa phải làm sao mới không bị dị ứng? Có thể dùng cổ bàn tay để thử nghiệm. Nếu sưng đỏ thì không nên dùng nữa. Cũng nên chú ý khi mở mặt nạ ra, mùi hương quá nặng thì có thể là được cho thêm quá nhiều nước hoa. Chính phủ không có quy định cho việc thêm các chất hóa học. Vì vậy, nếu gặp phải tình trạng này, tốt nhất là không nên dùng nữa. Ngoài ra, các bạn gái nên chú ý, đùi nhỏ có thể làm tăng nguy hiểm cho bệnh tim, đột quỵ hoặc dẫn đến tử vong. Nước ngoài nghiên cứu nam nữ từ 45 tuổi trở lên, kết quả phát hiện người có vòng đùi nhỏ 46cm so sánh với người có vòng đùi gần tới 60cm. Người đùi nhỏ tỷ lệ tử vong tăng 3 lần, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng 2 lần. Một nghiên cứu nước Pháp, người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, vòng đùi nếu nhỏ hơn 33cm thì khả năng mắc bệnh đột quỵ quá 5 lần. Nhìn người mẫu xinh đẹp trên sàn diễn làm cho rất nhiều người đố kỵ với thân hình tuyệt vời, có thể mặc đồ rất đẹp. Nhưng đùi nhỏ có thật sự khỏe mạnh hay không? Nhà khoa học nước Pháp nghiên cứu phát hiện đối với 6.200 người cao tuổi có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên, người có vòng đùi nhỏ hơn 33cm phát hiện tỷ lệ có mảng bám động mạch ít hơn 3%. Mảng bám động mạch là sự nguy hiểm của bệnh đột quỵ, cho nên chứng tỏ người có bắp đùi nhỏ tỷ lệ mắc đột quỵ sẽ cao hơn. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí của Mỹ. Ngay cả bắp đùi nhỏ cũng có ảnh hưởng đến tim mạch và tỷ lệ tử vong cao. Anh chàng đến từ Đan Mạch tại Viện Y học Đại học Hagen trong 12 năm nghiên cứu 412 người trung niên nam nữ. Kết quả phát hiện người có vòng đùi nhỏ hơn 46cm, tỷ lệ tử vong tăng gấp 3 lần so với người 60cm. Bệnh nhân mắc bệnh tim, tỷ lệ cũng tăng lên gấp 2 lần. Béo mập sẽ có thể mang đến những bệnh mãn tính, nhưng đùi quá nhỏ cũng không thể đảm bảo được sức khỏe. Người dân nên chú ý việc cân bằng chế độ ăn uống mới giúp ích cho sức khỏe của bạn.